Rồi, sư Hạ với bố vô trong đi. Được, ra bật anh đó. Xong ở nhà rồi. Ủa, rồi, rồi, hai đứa vô đi. Vô
Rồi. Một khán giả đã yêu thương Su Hào với Bob nên là tặng một cái ngôi nhà rất là xinh đẹp cho Bob với Su Hào nè mọi người. Bây giờ là hai mẹ con đã lắp xong ngôi nhà rồi. Mình cảm ơn mọi người nha. Tôi xếp xong. À đi hả? Để tôi đóng cửa lại. Thì thôi tôi đóng cửa lại cho ông chủ nha. À, Bob ơi, Bob. Ông chủ Bob ơi, với ông chủ Su Hào ơi, bán kem đi. Đang ngủ. Mở cửa cho mẹ đi. À, mở cửa ra đi. À, mở cửa cho mẹ. Ua. Mở cửa cho mẹ. Ua. Đóng ạ. Ua. Mở cửa đi bớt. Mở cửa đi. Ua. Mẹ con xong rồi. À, bán cho tôi đi. À, bán cho tôi một củ xà lách, một củ cà rốt, củ cà rốt to. Hôm nãy giờ mình mới thấy một cái nhỏ đây, tôi chỉ có một đồng tiền xu la. Vậy thì thôi, bán cho tôi đồng tiền xu la đi. Wow, cảm ơn chủ nha, nhìn đây. Nè, để cho em bóp với game là đó, bóp chơi đi đừng cắn nha con. Chơi đi đừng cắn nha. Biết không? Ủa game của ông chủ đó. Ờ, cắn hơn game của ông chủ á. Không biết bóp. Bóp mềm này nhốt ở lại luôn đi. Không mềm miếng. Không mềm miếng không á. Sao mình qua ở giờ là mình lắp xong ở nhà rồi thì đã hay con? Su Hào thích không? Thôi mình bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye mọi người. Mong mọi người xem và ủng hộ kênh của gia đình mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người đi ngon. Bye bye. Ngày đại.